Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến giao các bộ liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp hỗ trợ tháo gỡ. Các bộ ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường tổ chức hướng dẫn truyền thông, kịp thời phối hợp hỗ trợ tháo gỡ cho các địa phương có khó khăn trong việc lưu thông tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương liên quan, các hiệp hội ngành hàng, thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, người nông dân kết nối thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Các địa phương có cửa khẩu xuất khẩu lượng lớn hàng nông sản như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh phối hợp tổ chức vận chuyển, lưu thông hàng hóa, bảo đảm an toàn và thuận lợi, nhất là đối với các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đang vào vụ thu hoạch.